là chiếc gậy lò xo 100 gram. Thế mẹ xem anh bẻ nó đây. Hello Kem, hôm nay thì anh sẽ làm clip bẻ gậy lò xo. Anh sẽ bẻ tất cả các loại gậy lò xo mà anh mua được ở đây. Ở đây thì anh có 5 cái, mỗi cái thì có cái cân nặng khác nhau, từ 20kg đến 50kg. Wow. Ở trên mạng thì anh thấy có rất là nhiều những clip người ta thử thách nhau bẻ những cái cây gậy tầm 80kg đến 90kg hoặc là 100kg cơ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh bẻ gậy, cho nên là anh bắt đầu với những cái cây nhỏ nhẹ như thế này thôi. Thực ra là cũng không nhỏ nhẹ lắm đâu, bởi vì anh chỉ nặng có 50kg thôi mà anh bẻ được cây 60kg là cũng hơi bị ghê rồi đấy. Cây 60kg này các em, cầm thôi đã thấy nặng rồi. Thực ra là nó không nặng 60kg, mà không biết là người ta đã dùng một cái quy chuẩn gì đó để đo được, chắc là phải dùng đến 60kg lực thì mới có thể bẻ được cái gậy này. Wow. Không biết là sức khỏe của anh như thế nào, có thể bẻ được mấy cái này hay không, anh thì cũng không tự tin lắm đâu. Nhưng mà anh thấy là có nhiều chị em phụ nữ cũng bẻ được cái 30-40kg, cho nên là anh không thể nào mà không bẻ được, đúng không nào? Như thế thì sẽ rất là nhiều. Mặc dù đây là thử thách anh tự đặt ra cho mình, nhưng mà anh cũng tự chuẩn bị phần thưởng cho mình luôn. Đó chính là rất nhiều thạch sữa của Lotamil. Nhiều bạn có hỏi anh là thạch sữa Lotamil mà anh giới thiệu nhìn ngon quá, nhưng mà em không biết mua ở đâu cả. Thì như anh đã nói đấy, thạch sữa Lotamil thì có bán rất nhiều ở các siêu thị Co-opmart, hoặc là kem cũng có thể tìm mua ở các tiệm tạp hóa. Mà đơn giản nhất ấy, chúng ta có thể mua nó ở trên mạng. Chỗ thạch sữa này thì anh đã mua nó ở trên sàn màu cam, đó chính là Shopee đó. Nhưng mà cái quá trình vận chuyển của nó thì đã làm cho nó bóp méo. Đây hình như là loại mới của thạch sữa Lotamil thì phải. Cái gói này nhìn lạ lắm luôn, anh chỉ biết mỗi cái loại này thôi. Ý, vẫn còn bao lì xì may mắn này. Để xem là có đúng thật hay không nào. Vẫn còn bao lì xì luôn các em ạ. 100.000. Không thể tin nổi. Thực sự đây là lần đầu tiên anh rút lì xì mà may mắn như vậy luôn á. Như anh đã nói ban nãy thì cái thạch sữa này chúng ta có thể đặt mua ở trên Shopee nhé các em. Shopee cũng có cửa hàng chính thức của Lotamil rồi. Ở trên đó thì có rất là nhiều các loại thạch sữa với mẫu mã khác nhau. Bạn nào mà muốn ăn thử thì có thể mua cái bịch như thế này này. Còn bạn nào mà đã ăn nghiền rồi ý, thì nhớ là phải mua cái thùng to như này ăn mới đã. Cái này là cái loại mới gì đây? À, cũng là thạch sữa thôi, nhưng mà nó được đựng ở trong một cái hộp rất là xinh xắn. Hộp này thì vận chuyển dễ bị móp méo lắm các em ạ. Thôi thì mua bọc đi cho tiện. Yes. Anh quyết định là nếu anh bẻ được cái lò xo 40kg ấy thì anh sẽ được cái hộp này. Nếu anh bẻ được lò xo 50kg thì anh sẽ được bọc này. Còn nếu anh bẻ được lò xo 60kg thì anh sẽ nhận được cái hộp này. Tiếp theo sẽ là cái lò xo 20kg. Oh my god! Wow. Yeah! Dễ! 30kg. Đùa các em chứ, nhưng mà cái 20kg mà nãy cũng hơi bị nặng đấy. Không phải dễ lắm đâu. Anh thấy người ta còn kiểu như là tạo một cái điểm tựa để có thể bẻ. Anh nghĩ là với cái 30kg này anh cũng chưa cần đâu. Bắt đầu nhá. Wow. Yeah. Đã bao nào thử bẻ cái 30kg chưa? Có ai bẻ được 30kg giơ tay cho anh xem nào. Hey. Ui, cũng nặng phết đấy. Đây là cái 40kg. Đấy, các em nhìn này. 40kg nhá. Các em nghĩ là anh có bẻ được không? No. Hãy cùng xem đấy. Yeah. Wow. Được của nó đấy. Nói chung là nó cũng nặng hơn cái 30kg khá khá. Nặng hơn hẳn 10kg lận. Nhưng mà nếu mà anh gồng một cái lên ấy, thì vẫn có thể bẻ nó một cách dễ dàng. Yeah. Yeah. Oh, kinh tởm. Ăn một cái thạch sữa có in hình chị Thơ Nguyễn để lấy sức. Cái này là cái hương vải. Hương vải thì cực kỳ thơm. Nó có màu trắng giống như kiểu là cái củi vải vậy. Anh cứ ngỡ là mình chỉ thích ăn hương ổi thôi, hóa ra hương vải còn ngon hơn. Wow.
Tiếp theo là cái 50 cân. Đến khúc này ấy, thì anh bắt đầu cảm thấy hơi mất tự tin rồi đấy. Ban nãy cầm cái 40 cân thì thấy nó nhẹ lắm, mà bây giờ chả hiểu sao cầm lên cái 50 cân nó nặng cái nhở. Mà nó cũng to hơn rất nhiều luôn ấy. Lo lắng quá. Hey! Hey! Oh no! Ui, bẻ thẳng lên mà không được, anh phải bẻ cong, bẻ như thế này. Hai. Đúng rồi, cân nặng của anh chỉ có 50kg thôi. Làm sao mà anh bẻ được 50kg? Nếu mà thế thì anh bẻ được người anh luôn à? Khó quá. Nếu mà ép xuống dưới đùi. Thì được, ép đùi thì được, chứ còn tự bẻ thì rất là khó các em ạ. Với lại là anh nghĩ là anh đã mất sức rất là nhiều từ những cái lần bẻ trước. What? Nếu mà lúc đầu ấy cho anh khởi động xong anh bẻ cái này luôn thì có thể là vẫn được. Oh my god. Được rồi nhé. Được rồi nhé. Yeah. Và gói thạch này đã thuộc về anh. Ui, 50 cân mà bẻ đến mức mà toát hết cả mồ hôi. Toát cả mồ hôi mắt luôn. Ăn thêm một cái nữa cho lại sức nè. Cái hương ổi ấy thì vừa thơm vừa ngon, mà màu nó lại còn đẹp nữa. Đây là cái 60kg. Và anh chắc chắn với các em một điều rằng anh sẽ không thể bẻ cái này theo cách bình thường, mà sẽ phải cần dùng cái đùi để tì nó xuống. Cố lên nào. Nếu bẻ được cái này thì sẽ được phần thưởng rất lớn. Không thể nào giữ được. Lại nhá. Vòng cái dây vào như thế này cho nó đỡ phải văng ra, đảm bảo an toàn. Không giữ được. Oh no. Ui. Ui, đom đóm kìa. What? Ui. Ui, 1000 con đom đóm. Vậy là anh đã dừng bước ở cái mức lò xo 60kg. Anh nghĩ là mình cần phải ăn nhiều thạch sữa hơn và luyện tập thể dục thể thao đều đặn hơn. Yes. Thì anh mới có thể chinh phục được cái này. Chắc là 1 tháng sau anh sẽ quay lại để thử sức với cái lò xo 60kg này một lần nữa. Nhưng mà anh thắc mắc là đã có bạn nào cũng ở hạng cân 50kg như anh mà có thể bẻ được cái lò xo 60kg này chưa? Nếu mà bẻ được rồi ấy thì comment ở phía dưới cho anh biết với nhá. Như vậy là các em đã khỏe hơn anh rồi đấy. Cũng may là anh chưa mua mấy cái lò xo 80, 90, 100kg. Nếu mà mua về ấy, thì đúng là chỉ để làm cảnh mà thôi. Nhưng mà anh thấy cái trò này cũng khá là giải trí đấy, lại còn đem lại sức khỏe cho chúng ta nữa. Nên là nếu có dịp thì các em cũng hãy chơi thử đi nhá. Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thấy anh bẻ hay thì hãy cho anh một like. Còn nếu như các em thấy anh bẻ cùi thì hãy comment ở phía bên dưới cho anh biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video sau. Lại một lần nữa, một lần cuối cùng, lần này chắc chắn sẽ được. Yeah!